Clip phòng the của cặp sinh viên bị lộ khi học online, người quay và phát tán bị phạt ở mức cao nhất. Khuya ngày 26 tháng 2, hàng loạt các fanpage trên Facebook bất ngờ đăng bài viết bàn tán về việc xuất hiện một đoạn clip nóng. Theo thông tin được lan truyền, video này được cho là ghi lại một buổi học online qua ứng dụng Zoom. Trong lúc thầy giáo yêu cầu sinh viên tắt camera để có thể tập trung thì màn hình của một thành viên lại hiện lên cảnh tượng nhạy cảm, nghi là một cặp đôi đang quan hệ tình dục. Cụ thể, khi thầy giáo đang giảng bài, màn hình các sinh viên đều được bật. Lúc này, có một camera ghi lại cảnh một đôi đang thản nhiên mây mưa, làm chuyện người lớn, bạn nào đang ấy thì tắt ấy đi nha. Bạn TH làm sao thế kia? THE413 tắt cam, giọng thầy giáo liên tục nhắc nhở. TH là tên tài khoản hiển thị trên lớp học online. Sự việc được quay lại trong thời gian khoảng 20s, cặp đôi sau đó chắc đã phát hiện sự bất cẩn của mình đã vội vàng lấy chăn che lại. Người quay clip là một bạn nữ học cùng lớp cũng thẳng thốt nói, thôi xong. Group kín của sinh viên một trường đại học đã chia sẻ clip này, từ đó khiến mạng xã hội xôn xao. Hiện tại vẫn chưa xác minh được đoạn clip nhạy cảm này ghi hình vào thời điểm nào, diễn ra ở đâu và liên quan đến trường trên tổ chức nào. Ngay khi được chia sẻ, đoạn clip này đã nhận về nhiều sự chú ý, một số người lắc đầu ngao ngán. Đến giờ học không tập trung học đâu, lại làm trò người lớn thế. 2. Hết giờ rồi hay sao lại chọn đúng cái giờ đang học, lại còn bất cẩn quên tắt cam khiến bao người đỏ mặt. Chắc cần có cách giám sát gắt gao hơn chứ học online kiểu này không đạt được hiệu quả. Tuy nhiên, một số người dùng khác lại cho rằng clip này là diễn vì giọng thầy giáo và giọng người quay ở cùng một tầng âm thanh. Mình nghĩ clip này ghép vào hay sao ấy, thấy giọng thầy giáo rất rõ, hệt như giọng cô gái quay clip, giống như đang ở cạnh nhau ấy. Mình cũng nghĩ thế, giọng của thầy qua mic chắc sẽ không rõ đến mức không có tạp âm như thế. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều trường học trên cả nước đã quyết định cho học sinh nghỉ học, một số trường tiến hành dạy học online để đảm bảo tiến độ bài vở. Tuy nhiên từ đây, nhiều sự cố hy hữu xảy đến khiến người trong đau đầu không biết xử lý thế nào. Hiện tại, đoạn clip ngắn vô tình quay lại cảnh cặp đôi mây mưa trong tiết học online vẫn đang khiến nhiều người tò mò tìm kiếm. Một số tài khoản không ngần ngại tải về, đang tràn lan trên mạng nhằm mục đích câu like, câu view. Cơ quan chức năng vẫn đang xác minh những thông tin. Tuy nhiên, cư dân mạng cần tỉnh táo tránh lan truyền hay chia sẻ đoạn clip nhạy cảm này vì bạn có thể đang tiếp tay cho việc tuyên truyền văn hóa phẩm không lành mạnh và xâm phạm đời tư người khác. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định cụ thể tại Điều 326 Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, không lành mạnh hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm không lành mạnh thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là phổ biến cho người khác biết các vật phẩm có tính chất ăn chơi hoặc khiêu gợi những ý thức thúc đẩy con người thỏa mãn lối sống ăn chơi đàng điếm. Bằng các thủ đoạn như làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, sử dụng, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến hoặc có hành vi khác truyền bá những vật phẩm văn hóa có tính chất không lành mạnh. Đối tượng tác động của tội truyền bá văn hóa phẩm không lành mạnh là những sách, báo, phim, tranh, ảnh, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung không lành mạnh như bạo lực. Việc xác định các vật phẩm này có tính chất không lành mạnh hay không nhất định phải do cơ quan chuyên môn, cơ quan văn hóa thẩm định. Chủ thể của tội truyền bá văn hóa phẩm không lành mạnh là chủ thể thường thỏa mãn điều kiện về năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đủ 16 tuổi trở lên. Nếu một người có các hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ hoặc có hành vi khác nhưng không nhằm phổ biến cho người khác thì cũng không cấu thành tội phạm này.